Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Xem sao hạn 2021 và sao chiếu mệnh nữ mạng Quý Mão, Bình Sao, Thổ Đức Chân Tinh Tinh Quân Thổ Tú là một trong ngũ tinh quân. Tên chính của ngài là Trung ương Thổ Đức Địa Hầu Chân Tinh Tinh Quân, nghi là con của Hoàng đế. Ánh sáng chiếu xa 20 vạn dặm, tinh quân đầu đội mũ tinh tú, chân đứng trên ngọc áp vàng thêu hạc trường thọ. Tay cầm thất tinh huyền ngọc bảo kiếm và chùy bạch ngọc, ngài quản các loại côn trùng, sâu bọ. Khí hậu, người gặp sao này chiếu mệnh thì vận trình khai hoa nở nhụy, nửa năm đầu bình thường tới cuối năm mới đại cát đại lợi. Tuy nhiên, đi lại gặp hung, đề phòng tiểu nhân, thổ tú cát tinh không lo nhiều, tuy là ít nặng nhưng nên giữ vẹn toàn. Tháng 4 tháng 8 bất an, gặp hai tháng đó thiếp chàng bi ai, làm ăn cũng có phát tài, tuy nhiên đau ốm lại càng ốm đau. Mang lời chịu tiếng bao nhiêu, bán buôn phải giữ kẻo hao tiền đồ, tham tài vụ lợi của vô. Đưa ra thì bị hung đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt thì nguy, tu tâm tích đúc việc gì cũng qua. Sau này mang lòng chắc ẩn nhiều hơn, lưu ý tiểu nhân, đường đi lại bất lợi, đàn ông đàn bà mệnh thổ đều thích sau này. Nhưng dù mệnh gì thì tinh thần luôn mang chút buồn man mác, không có chính kiến, thường xuyên nghi kỵ mọi thứ. Làm ăn không nhiệt tình nhưng vẫn bình an tới hết năm, sao chủ về lòng chắc ẩn, đề phòng tiểu nhân. Xuất nhập không thuận tiện, hung vận, người già mà gặp sao này thì bệnh tật hoành hành. Ốm lâu, khó khỏi, đi lại khó khăn, làm việc hay bị tiểu nhân quấy rối, gia trạch bất an. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Chủ nhân hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì, tháng 4, 8 sẽ có việc buồn đau, bình hạn. Gặp hạn Diêm Vương, ốm đau lâu ma gặp ắt khó thoát nhưng về mưu sinh thì tốt, được tài lộc dồi dào. Vui vẻ, cách cúng sao giải hạn 2021, dù cửu tinh chiếu mệnh là hung hay cát đều phải hóa giải. Nguyên tắc thuận ta thì cắt, hung ta thì tránh, vừa giúp bản mệnh cát càng thêm cắt, hung thì không chuyển thành họa. Thời gian 15 giờ đến 16 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng, cách thức cúng dâng sao Thổ Tú Thổ Đức. Đóng kín các cửa sổ trong nhà, bày hương án, bàn thờ, hướng về phía chính Tây, đốt 5 cây nến xếp theo hình. Trên bàn đặt giấy màu vàng ghi tên tinh tú tọa bản mệnh Trung ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân. Dùng một cây dìu, nếu có, đặt phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và dìu, nhớ đặt đồ này đằng sau ba nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính Nam tĩnh tọa thiền trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 16 giờ. Qua 16 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được, thường ngày, trong nhà nên treo nhiều vật cắt tường cầu thuận lợi hanh thông. Cách khấn, cung thỉnh thiên đình hoàng đại thanh thổ địa, địa la, thổ tú tinh quân vị tiền. Cách giải cát tinh hạ giới thích ánh sáng, cát tinh đảm bảo bình an phúc thọ gia tăng. Ngũ hành đối ứng, ngày cửu tinh hạ giới thì nên tôn kính, dâng đèn đón tiếp, như vậy chủ nhân sẽ có chuyện làm ăn hưng thịnh. Tiền đồ sán lạn, gặp hung hóa cát, có thể đốt 30 ngọn nến để cầu một năm hòa thuận. Tăng tuổi thọ, tiền bạc dồi dào. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.